đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua rất nhiều thách thức ở lần đầu thi đấu tại World Cup. Dù thua đội Mỹ 0-3 nhưng vẫn có 3 cái tên đạt thông số ấn tượng được FIFA điểm danh. Đội tuyển nữ Việt Nam rời sân Eden Park với kết quả thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch Mỹ. Fanpage và tài khoản Twitter của FIFA đã không tiếc lời khen Kim Thanh với dòng khẳng định, ngả mũ thán phục trước Trần Thị Kim Thanh. Cũng theo các thống kê của FIFA, Kim Thanh là cầu thủ đạt điểm cao nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam với 8 điểm. Nếu xét tổng cả hai đội thì cô chỉ thua Sophia Smith 9,5 điểm, lập cú đúp cùng Lindsay Horan 8,6 điểm mà thôi, với đánh giá từ FIFA, hiệu suất quá tốt. Trên trang chủ FIFA sau đó, Kim Thanh là cầu thủ số 1 trên sân với 26 lần ngăn cản các tình huống có thể thành bàn. Nhưng ngoài cô ra, còn có hai cái tên khác của đội tuyển nữ Việt Nam đứng số 1 về các thông số của mình. Theo đó, tiền vệ trung tâm Dương Thị Vân nổi bật với tốc độ trung bình 7,85 km/h. Đây là điều có thể hiểu khi nữ tiền vệ này vào sân thay cho Hải Linh từ phút 89, còn rất khỏe khi hai đội đã cạn sức. Thêm một gương mặt khác để lại thông số rất ấn tượng là nữ tiền vệ trung tâm Thái Thị Thảo. Cầu thủ số 11 đã chơi trọn vẹn 90 phút với tổng cộng 58 lần thực hiện các pha áp sát để gây sức ép trước tuyến giữa rất mạnh của đội Mỹ. Cũng phải thừa nhận ngoài 3 cái tên kể trên của đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Mỹ hoàn toàn vượt trội ở các thông số khác. FIFA ghi nhận các chỉ số xuất sắc như số đường truyền, Naomi Girma tạt bóng, Megan Rapinoe sút, Lindsay Horan. Sự chênh lệch đó là điều khó tránh khỏi giữa tân binh lần đầu đến với sân chơi đỉnh cao, với đội bóng số 1 thế giới, đang nắm kỷ lục 4 lần vô địch World Cup và đang là nhà đương kim vô địch 2 kỳ World Cup gần nhất. Nhưng xét về tỷ số thì đội tuyển nữ Việt Nam đã có thể tạm hài lòng, khi vượt qua rất nhiều áp lực và sự bỡ ngỡ ở lần đầu trình diện sân khấu thế giới, tránh được nguy cơ vỡ trận như nhiều cổ động viên đã lo lắng trước khi vào giải.